Cross join keyword return all record from both table. We then return record B table and B good table the mui left table the B right. Then I try to do full outer join. Then I syntax select column from table 1. I column it means that the column about table 1 and table 2. Okay, this is table 1, cross join to table 2. Okay, ta. Then you jump down to a select. And this is cross join keyword return all match record from both table. Okay, we then return record not a good one, but we try clear the table the more than TP. Tata table match or not. Bọn mình mai tiếp còn viết thôi cả vô mỏ đài nhưng mà tạm rụt nít nhưng mình vô lấy đi. Ok, nó khả năng group join nhưng có ai thôi cả đặt lại khăn bàn đấy đi. Xin tạc dương xe còn đến mắt đặt lại khăn rồi viện khẩu lầm ná mà mùi khẩu lầm nà. Ok, dương tạc lọc một khăn bởi dưỡng đi. Nhưng thôi cả e table, table item nâng table cell. Hãy select column này, tầm item, tầm này, này table cell, from table item, cross join, chúng mình nên table cell, where, table item, dot item, small cell, dot item. Ok, chúng mình select go, này cứ chỉ là tập hợp để chúng mình bàn query mà. Ok, đôi nhỏ vậy được bán. Bán query màu. Nhi chứ là đập hòl. Chế này là test vừa. Ok. Chế nó có nông MySQL full out to join với ọt support đề. Nhưng ai pra pra cross join nâng nguy hiến chùm nụ ở các query data. Viên related table. Ok, chúng nhóm hai miền tài phần năng ánh và sau đó đọc thêm miền bản nhà chúng ngồi lại xin tiết ai xua nhóm bàn. Ok, cô nào khả nế á.